thứ ba tuần 28 thường niên. Thánh nữ Teresa Avila, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 37 đến câu 41. Khi ấy, Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Đức Giêsu nói với ông ấy rằng, này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Bài tin mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giêsu đến dùng bữa cơm gia đình tại nhà một người Pha-ri-sêu. Nơi đây, Đức Giêsu nhận thấy quan niệm sai lầm của họ về sự trong sạch. Người Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Đức Giêsu không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng người nói với ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén dĩa các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Tốt hơn, hãy bố thí những gì bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Khi chỉ trích những người Pha-ri-sêu quá chú trọng đến bề ngoài, không phải Đức Giêsu chủ trương chỉ lo đến bề trong. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta có cái nhìn toàn diện về cuộc sống, về những biến cố xảy đến cho con người. Phải có sự thống nhất trong ý hướng và hành động. Phải có sự hòa hợp giữa đức tin và việc làm. Đi xa hơn nữa, chúng ta có thể nói Đức Giêsu không muốn tách biệt giữa cái bên trong với cái bên ngoài, cái thánh thiêng với cái phàm tục. Lời Chúa nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng. Nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác, đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Qua lời nhắc nhở này, Đức Giêsu cũng muốn nói với chúng ta hôm nay, đừng chỉ lo cho bề ngoài tươm tất, thơm tho, mà quên mất phần tô điểm cho vẻ đẹp tâm hồn, bằng cách bố thí những gì tốt đẹp bên trong. Đó là cách để chúng ta được nên trong sạch. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự giả hình. Xin ban cho chúng con một tâm hồn tràn đầy tình yêu Chúa, và nhờ tình yêu này mà chu toàn những lời dạy của Chúa. Amen.